ai làm Tổng thống Mỹ sẽ có lợi cho Việt Nam? Đó là một câu hỏi rất hay mà chúng tôi nghĩ có lẽ đa phần đều quan tâm. Tuy nhiên, trước khi trả lời câu hỏi này, xin kính mời quý vị có hứng khởi, hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây. Ngày mai mùng 3 tháng 11 năm 2020, cử tri Mỹ sẽ đi bầu cử Tổng thống của đất nước họ. Có hai ứng viên là đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Bill Clinton của Đảng Dân Chủ. Nhiều nước trên thế giới, trong đó có chúng ta, rất quan tâm việc ai sẽ là Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Ai làm Tổng thống sẽ có lợi cho Việt Nam? Chắc chắn là các nhà bình luận chính trị chuyên nghiệp đã mổ xẻ vấn đề này dưới nhiều góc độ khác. Là một công dân của nước Việt, tôi nhìn nhận thế này. Thứ nhất, chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi trường tồn, đó là điều bất biến. Vậy nên, ai làm Tổng thống Mỹ thì họ cũng sẽ đặt lợi ích của nước Mỹ trên hết. Tùy theo thời thế để họ linh hoạt, biến hóa trong các mối quan hệ với các quốc gia khác trên thế giới, với các mức độ khác nhau. Vậy nên, ai làm Tổng thống Mỹ thì họ cũng chỉ lo cho dân, cho nước họ trước tiên, trên cơ sở đó, tùy vào thời, thế, kế, mưu để họ thân thiện hơn với quốc gia này hay lạnh nhạt với quốc gia khác. Tất nhiên, Hoa Kỳ là nước có nền kinh tế số 1 thế giới, tầm ảnh hưởng của họ với toàn cầu là không phải bàn cãi. Thứ hai, cũng vì lợi ích quốc gia mà người Mỹ đã và đang đặt trọng tâm về châu Á, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế chính trị ngày càng quan trọng. Đây cũng là địa bàn cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, thể hiện qua những sáng kiến và kế hoạch lớn như Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vành đai con đường, v.v., buộc các nước vừa và nhỏ phải lựa chọn đối sách tham gia. Các hành vi đơn phương, chính trị cường quyền nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực, nhất là trên Biển Đông diễn ra căng thẳng, phức tạp hơn. ASEAN đã trở thành một lực lượng được các nước ngày càng coi trọng, đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm môi trường hòa bình và an ninh khu vực. Việt Nam ta đang ngày càng phát triển trên mọi phương diện, là quốc gia có dân số thứ 3 Đông Nam Á, quy mô nền kinh tế đứng thứ 4, ngày càng được nhiều nước trên thế giới coi trọng và đặt mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Thế nên, dù ai là Tổng thống Mỹ thì chắc chắn trong những năm tới họ cũng sẽ chẳng dại gì mà bỏ qua thị trường 100 triệu dân như đất nước ta. Thứ ba, người Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc vượt mặt về quy mô nền kinh tế. Rừng xanh không thể một lúc có hai chúa sơn lâm, và người Mỹ đã thừa nhận biết điều đó, nên trong nhiệm kỳ qua, Donald Trump cố gắng ngăn chặn bước tiến của người Tàu. Nên nhớ là người Mỹ chưa bao giờ từ bỏ ý định xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có nước ta. Họ luôn chơi kiểu hai mặt giữa ta và Trung Quốc. Vụ bản đồ là ví dụ điển hình, khi mà đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam thì treo bản đồ kiểu này nhưng ở Trung Quốc lại khác. Người Mỹ là chúa chơi kiểu nước đôi, bắt cá nhiều tay. Nếu ta không tỉnh táo, thì cái bẫy ly rán ta và Tàu sẽ sập xuống, và người có lợi là Hoa Kỳ. Người Tàu cũng vì lợi ích của họ, ngay những năm 60 đến 80, họ hợp tác với Mỹ để chống Liên Xô hòng tranh làm Anh cà phê xã hội chủ nghĩa, và họ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính biển, đảo của chúng ta. Tóm lại là ai làm Tổng thống Mỹ hay Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng thế cả thôi. Ta vừa chơi được với cả hai, lại vừa khôn khéo để giữ môi trường hòa bình, bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trên tinh thần tự lực tự cường là chính, đó mới là thượng sách giữ nước. Thứ tư, Biển Đông ví như miếng bánh ngon để cho các cường quốc tranh giành tầm ảnh hưởng của mình. Tàu muốn độc chiếm nhưng Mỹ và đồng minh chẳng bao giờ cho phép Trung Quốc đạt ý nguyện, vì nếu điều đó xảy ra thì Trung Quốc độc bá Biển Đông, khu vực địa chính trị vô cùng quan trọng trong chiến lược hướng về châu Á và tự do hàng hải của Mỹ. Mỹ liên tục điều tàu chiến, máy bay và vũ khí hạng nặng đến khu vực này là để kiềm chế Trung Quốc, chứ không phải là bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam, Philippines, Malaysia. Vậy nên ai làm Tổng thống Mỹ thì chắc chắn nhiệm kỳ tới cũng sẽ xem trọng chúng ta và các nước Đông Nam Á, đơn giản là họ vì lợi ích quốc gia của họ. Không chỉ có Mỹ mà chắc chắn là Trung Quốc cũng sẽ áp dụng chiến thuật vừa đấm, vừa xoa đối với các nước lân bang, vì suy cho cùng họ chẳng bao giờ muốn các nước nhỏ bên cạnh mình nghiêng về phía Hoa Kỳ, như thế chắc chắn sẽ vạn bề thọ địch. Lão chăn bò DVKMNQ. Ông Trump, kiểu gì tôi cũng thắng, ông Biden, Trump hãy cuốn gói về nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các kết quả thăm dò dư luận bất lợi cho bản thân, khẳng định kiểu gì thì ông cũng sẽ giành chiến thắng. Trong khi đối thủ Joe Biden thúc giục người Mỹ nên chấm dứt 4 năm hỗn loạn. Với tôi, những cuộc thăm dò đó là giả.
kiểu gì chúng ta cũng thắng, ông Trump tuyên bố trước những người ủng hộ trong một sự kiện ở thành phố Fayetteville, North Carolina ngày 2 tháng 11 và tiếp tục chỉ trích đối thủ Biden buồn ngủ, tham nhũng trong khi đám đông hô hào hãy nhốt ông ta lại. Bạn đã bầu một người ngoài cuộc phóng viên không phải chính trị ra làm tổng thống, người hiện đang đặt nước Mỹ lên trên hết. Hãy ra ngoài và đi bầu, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu, Tổng thống Trump kêu gọi. Tổng thống Mỹ đang dần hoàn thành mục tiêu 14 cuộc vận động bầu cử trong vòng 3 ngày cuối trước ngày bầu cử ở 4 bang North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Y tá Lynn Ronte, 60 tuổi, đã tham dự sự kiện của ông Trump tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania, dự đoán một làn sóng đỏ, màu sắc của đảng Cộng hòa sẽ giúp ông Trump tái đắc cử. Tôi thấy nhiều dấu hiệu của ông Trump hơn của ông Biden tại đây. Tôi chưa từng thấy sự hào hứng như vậy đối với một tổng thống, bà Ronte nói. Sự kiện cuối cùng sẽ diễn ra tại thành phố Grand Rapids vào tối 2 tháng 11, giờ Mỹ, nơi ông Trump đọc bài diễn văn cuối cùng trong chiến dịch 2016 thắng lợi của ông, và ông hy vọng điều này sẽ xảy ra lần nữa. Trong khi đó, ông Biden cũng chạy nước rút với các cuộc vận động ở bang Ohio trước khi quay trở lại bang quê nhà Pennsylvania trong ngày bầu cử 3 tháng 11. Tổ chức chiến dịch tranh cử trong ngày bầu cử Mỹ lại rất hiếm nhưng hợp pháp. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đang có những lợi thế nhỏ, nhưng ổn định ở tất cả các bang chiến trường, thậm chí đe dọa các thành trì của đảng Cộng hòa như bang Georgia và Texas, theo hãng tin AFP. Đây là thời điểm để Donald Trump cuốn gói về nhà. Chúng ta đã thấy đủ sự hỗn loạn. Chúng ta đã thấy đủ những dòng tuyết, sự giận dữ, căm ghét, thất bại và vô trách nhiệm, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Biden nói tại thành phố Cleveland, bang Ohio. Sau Ohio, ông Biden sẽ đến thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, kết hợp với siêu sao nhạc pop Lady Gaga trong một cuộc vận động bầu cử trong ô tô. Ông Biden cũng sẽ đến thành phố Scranton và thành phố lớn nhất bang Pennsylvania là Philadelphia trong ngày 3 tháng 11. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.